Dạ, thưa sư phụ, con muốn hỏi là con có mở máy niệm Phật và tụng kinh xuyên suốt, mình có nên để máy niệm Phật ở trong phòng hay không, hay là để ở ngoài sân thượng cho người âm họ nghe để có phước? Quý vị thì thường chúng ta bắt máy niệm Phật hoặc là bắt những cái băng tụng kinh, hoặc là bắt những cái băng giảng, hoặc là bắt những cái băng đọc kinh. Cái băng đọc kinh với băng tụng kinh khác nhau. Ví dụ như cái băng đọc kinh là đọc lại cái bài kinh đó với cái nội dung, thay vì là chúng ta đọc bây giờ chúng ta nghe, tức là người ta đọc cho mình nghe, thay vì tự mình đọc để hiểu cái lời kinh, giờ người ta đọc cho mình nghe. Thì băng đó thường là ở dạng MP3, có nghĩa là ở dạng thâu tiếng. Như vậy thì mình nghe giống như mình đọc vậy. Ví dụ mình đọc sách để mình hiểu coi sách nói gì, bây giờ mình nghe kinh để coi kinh nói gì, thì bằng cách người ta đọc chứ không phải người ta tụng. Tụng có chuông, có mõ, có vật, có điệu, thì đó gọi là tụng. Còn đọc là người ta đọc mà bình thường thôi, nhưng cái giọng người ta hay, người ta đọc có biểu cảm. Ví dụ như đời Diêu Tận, ngài Tam Tạng Pháp Sư Cu Ma La Thập dân chiếu dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất. Tôi nghe như vậy một thờ Đức Thế Tôn ở tại núi Kỳ Xà Quật. Cái đó gọi là đọc, có nghĩa là người ta đọc một cái đoạn thôi. Ví dụ như người ta đọc kinh Kim Cang Bát Nhã đi, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán từ tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, Xá Lợi Từ, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, Xá Lợi Từ, thị chư pháp không tương, bất sanh bất diệt, bất cộng bất tịnh, bất tăng bất giảm, thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sắc, thinh hương dị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô vô minh tận, nại trí vô lậu tự diệt vô lậu tự tận. Cái đó là đọc, có nghĩa là người ta đọc cái kinh đó mình nghe, nghe lời kinh đó để mình hiểu lý kinh. Rồi bây giờ tới tụng nè, tụng có dần, có điệu, có chuông, có mõ. Ví dụ như một lời tụng là một tiếng mõ, gõ xuống đây, một lời tụng là tay gõ mõ. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiêu kiên uẩn giai không độ như thiết khổ ách, Xá Lợi Từ, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thì. Quý vị thấy khác nhau không? Tức là tụng á, nó có dần, có điệu, có chuông, có mõ. Và rồi á, chúng ta đọc á, thì là mình đọc theo cái luồng mạch cảm xúc. Như vậy thì á, chúng ta bắt cái băng nghe về kinh, hoặc là chúng ta bắt cái băng nghe về niệm Phật. Ví dụ như á, là người ta niệm có nhiều cái kiểu niệm khác nhau lắm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ví dụ như đó, tức là mình nghe tức là người ta đọc nhiều kiểu khác nhau, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tức là mình nghe ta đọc, ta niệm những cái câu niệm khác nhau. Và khi mà mình nghe vậy đó để làm cái gì? Tức là mình nghe cái câu kinh đó, thứ nhất á, làm để hiểu nghĩa lý kinh nói gì. Thứ hai là mình để cho an tịnh lòng mình. Ví dụ mình nghe người ta cãi lộn hoặc nghe gì gì đó là mình có biểu cảm, có xúc cảm. Nhưng mà nghe kinh á, thì thường thường á, là người ta với cái lòng tôn kính. Ví dụ như á, mình nghe một
cái một lời hát rất là hay, hoặc là nghe một vở hài rất là hài. Thì lúc đó đó, khi chúng ta nghe lời hát rất hay, hài rất hài, chúng ta có cái cảm xúc. Ví dụ những cái bài hát mà nó cực hay, rồi ca sĩ thể hiện rất thành công, và cái ca sĩ đó mình ái mộ, và cái dòng nhạc đó mình ái mộ, và cái bài hát đó mình ái mộ. Tức là bài hát ái mộ nè, ca sĩ hát thành công bài đó nè, rồi ái mộ ca sĩ nè, rồi ái mộ cái dòng nhạc đó. Ví dụ như dòng nhạc bolero hay là ballad gì đó, hay là nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc đỏ gì đó, đại loại như vậy. Thì hoặc là nhạc quê hương, vân vân. Thứ nhất là tôi thích dòng nhạc, thứ hai tôi thích cái bản nhạc, thứ ba là giọng của ca sĩ, thứ tư là sự thể hiện thành công của ca sĩ đó. Ví dụ như ca sĩ đó ha, bữa nay hát cái bài đó nhưng mà chưa chắc đã thành công, nhưng mà ở lúc nào đó cái dòng biểu cảm, cái dòng xúc cảm của người đó nó có đó, cho nên họ hát rất là thành công. Mình cũng vậy nè, có bữa đi hát karaoke, bữa nào ngẫu hứng là trúng số gì nó ra hát hay lắm, mà bữa nào mà thua số cái hát nó dở ẹt à. Ví dụ gì đó, hoặc là bữa nào có cái ai đó làm gì cho mình vui á, mình hát hay lắm. Còn cái gì mình buồn mình hát dở, hoặc là khi nào buồn hát rất là hay nhưng mà vui hát hát dở ẹt. Ví dụ như tùy người à, cho nên cái tâm trạng. Ở đây quý vị, chúng ta là mở máy để nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng tụng kinh. Cho nên đa phần á, người ta nghe tiếng tụng kinh, nghe tiếng niệm Phật không phải là để hiểu, mà người ta nghe tiếng tụng kinh, nghe tiếng niệm Phật để người ta tụng theo, người ta niệm theo. Có nhiều người á, đang làm lặt rau nè, mở máy niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái đây cũng vừa lặt rau, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thấy không? Hoặc là người ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lặt rau của Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là ta mở câu niệm Phật để người ta niệm theo, đọc câu kinh để người ta tụng theo. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Im Dương Thế Hy Hồ, Tiêu Ngà Ức Kiếp Điên Đạo Tượng, Bất Lịch Tăng Kỳ Quạch Pháp Thân, Nguyện Kim Đắc Quả Thành Bảo Dương, Hoàng Độ Như Thị Hằng Xa Chung. Ví dụ gì đó là người ta sẽ đọc theo. Nhưng mà có những người người ta nghe để cho thanh tịnh lòng mình thôi. Ví dụ người ta nghe câu kinh Phật á, làm cho lòng mình nó chững lại, làm cho lòng mình nó lắng xuống. Tôi nghe bản nhạc chúng ta đầy dậy những cảm xúc. Ví dụ như cái bản nhạc nào mà kỷ niệm nè ha, mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Bây giờ mình nghĩ học nghe câu đó trời nó buồn thê lương lắm, nhất là ba tháng hè ha. Mà qua phượng máu như mà ma phượng thấm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Nghe cái trời ơi nó buồn dễ sợ luôn, phải không? Rồi mình nghe mấy cái bài cải lương, đầu mình thích cái bài đó, trời ơi nhiều cái bài mà Trọng Phúc hát ông lên cho tuốt lên trời cái hạ xuống, nghĩa là lên cao xuống thấp, mình ta nghe ngân đó lên cái ta thả hồn theo theo cái đó, người ta thả hồn theo đó, nó đầy những cái cảm xúc làm cho cái tâm trạng của mình á nó chuyển quá nhiều cái tâm niệm khác nhau. Còn này chúng ta nghe kinh á là với lòng tôn kính, nghe câu niệm Phật với lòng tôn kính, hoặc là nghe câu chú Om Ni Bát Mi Hum, Om Ni Bát Mi Hum, Om Ni Bát Mi Hum. Ví dụ như ta nghe vậy đó, ta với lòng tôn kính. Cho nên quý vị ra mở câu kinh, câu niệm Phật hay là trì chú bên nhà Phật á, nhằm khi chúng ta không hiểu gì hết á, nhưng nghe lòng tôn kính. Bữa đó có Phật tử phản ánh với thầy á, là thầy ơi thầy, sao mà con nghe với thầy đọc cái gì bài kinh A Di Đà mà con không hiểu. Kinh A Di Đà nói gì? Tại vì cái đọc gì cái lời gì đó mà nghe đuối quá. Ai nhà đâu á, quý thầy đọc á, là đọc âm chứ không phải đọc nghĩa. Phật Thuyết A Di Đà Kinh, nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên như đẳng tỳ kheo ngô bá đệ tử a la hán chúng họ vậy đó. Bắt đầu là đâu có cái từ nào mà nghĩa đâu, còn là âm hán không à.
Giống hệt như là cái bài Bát Nhã Tâm Kinh: quán từ tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngu uẩn vậy không độ nhất thiết khổ ách. Toàn là chữ Hán không, đâu có hiểu đâu. Đó là nghe đuối luôn á. Với thầy làm ơn làm phước á, mai mốt tụng kinh A Di Đà, tụng kinh bằng nghĩa, có nghĩa là dịch qua tiếng Việt á, một thở nọ Phật ở tại thành Xá Vệ, giường ông cấp cô độc, có bao nhiêu vị tỳ kheo đó, đại loại là vậy đó, nên người ta nghe ta hiểu. Nhưng mà mấy thầy sao tụng chữ Hán không mà nghe đuối quá. Ra tùy vậy, ví dụ như tùy chùa người ta tụng quen, người ta tụng chữ Hán, có chùa người ta tụng chữ Việt. Quý vị còn hên á, nếu mà quý vị qua bên Sri Lanka hoặc Myanmar tụng tiếng Bali không, tức là nghe đuối luôn, đâu mình đâu biết tiếng Bali, hoặc là biết cũng vài từ thôi chứ làm sao hiểu nổi nghĩa kinh. Ví dụ tiếng Bali mình cũng nói bóp bóp lớp bóp lớp bóp vài chữ thôi, như là chánh là samma samma ditthi samma paccha, anicca là vô thường, trí tuệ là băng nhá, rồi tưởng là sân nhá, rồi ví dụ như vậy. Quý vị mình biết từng ngôn ngữ vậy 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 thôi chứ không có biết rành khi nói cái tiếng Bali đó. Nhưng mà trong cái lời kinh là nói tiếng Bali đó, ai hiểu ngôn ngữ Bali mới có thể đọc kinh mà hiểu được bằng tiếng Bali. Nhưng mà ở Nam truyền người ta tụng đọc đa phần tiếng Bali không, mình cũng đọc theo quyết quen. Giống như đọc kinh chữ Hán xưa đó, quý thầy nhỏ nhỏ đọc chữ Hán mà. Còn giờ người ta dịch ra Việt nhiều đó, tức Đại Tạng Kinh Việt Nam đang dịch từ chữ Hán qua. Cho nên đó quý vị á, là thấy người ta đọc tụng nghe vậy đó, thì thường hay mình để trong nhà mình nghe. Còn bây giờ đó, quý vị la bây giờ đó, mình đọc để trong nhà nghe, để hiểu lý kinh, hoặc nghe để cho thanh tịnh lòng mình, nghe để tăng trưởng lòng tôn kính Phật, vân vân. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là mình có cần để cái máy niệm Phật tụng kinh á, để ở ngoài sân thượng á, có nghĩa là chắc nhà này có lầu á, mình để ngoài sân thượng cho các người âm họ nghe. Quý vị bộ sân thượng mới có người âm, ở nhà không có người âm hả? Người ta quan niệm người âm là người nào? Người âm á, người ta quan niệm là người khuất mặt khuất mày. Khuất mặt khuất mày là gì? Là mình nhìn không thấy đó. Cái người nào có mà mình nhìn không thấy người ta gọi là người âm. Nói chung quan niệm này cũng có nhiều cái khập khểnh lắm. Ví dụ như á, các vị Bồ Tát chư thánh mình nhìn thấy đó cũng có người âm sao? Ví dụ như vậy đó. Là ra người âm thường thường ta nói là cái người mà họ đã khuất bóng từ bi, nghĩa là họ không còn ở trên thế gian này nữa, thì đó là người âm vậy thôi. Nhưng mà mình không ngờ là khi họ không còn trên thế gian này nữa là họ đã tái sanh qua một cảnh giới khác rồi. Họ đầu thai qua một cảnh giới khác rồi, tái sanh qua một cảnh giới khác rồi. Thì ở đây mình cũng gọi là người âm, nó đơn giản vậy thôi. Chứ không hẳn là người âm là một cái người âm mình biết có người âm ở đó. Mà mình nghĩ rằng cái người mà họ đi qua cảnh giới khác, như là họ tắt hơi rồi, thì họ là người âm thôi. Chứ chúng ta cũng chả biết họ có tái sanh chưa, hay là họ sanh về cảnh giới nào. Nhưng mà thầy nói một điều á, chúng ta bắt máy điện tử đó đó, người âm nghe cũng chưa chắc đã nghe được đâu. Tại vì cái tiếng của con người thì các cái loài khác cũng khó lòng mà nghe. Nhưng mà tại sao họ lại hiểu mình khi mình nguyện giái họ? Quý vị, đó là tâm. Đó là tâm. Cái tâm nó mang ở trong cái hành đó, là chúng ta suy nghĩ cái điều gì, chúng ta nghĩ tưởng tới cái điều gì, thì là họ đọc được những cái điều đó đó. Cái cõi sống của họ đọc được tâm của người khác. Nó không phải là tha tâm thông, mà nó là một cái giống như cái căn, mình nói giống như cái căn để mà chúng ta nhận được trần vậy đó. Thì ở đây á, mình nguyện giái với cái tâm niệm đó, thì họ đọc trên cái tâm niệm của mình á. Còn bây giờ á quý vị, bây giờ hàng ngày á mình mới nguyện nha. Ví dụ mong sưng tí thực vào buổi chiều đi, nhớ đặng cô hồn chung ngã kim thi giữ cung, thự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện dĩ thử công đức phổ cập ư nhất thiết, ngã đặng giữ cô hồn dây cổng thành Phật đạo,
Án một lực lăng ta bà, án một lực lăng ta bà, nặng tâm bà pha việc nhật ra hồng. Tức là mình cúng gì đó, cái làm biến cúng quá, thôi lấy máy thâu lại cái đầu mình cúng đó. Tới giờ cúng á, ở xa nè, người ta qua internet á, cái máy đó nó liên kết được internet. Ví dụ như mình đi du lịch ở ngoài Vũng Tàu đi, em đem máy điện thoại lên, mở liên kết á, bấm lên phát ở nhà mình đây phát ra. Chân giờ đúng luôn đó đó, phát ra cái bài cúng mình để cái lo ăn ở chân á, là chỗ cúng cô hồn á. À, cho nên đó quý vị á, là khi mà chúng ta cúng mà người ta mở loa ra vậy đó, thì những cái người mà người ta cúng người ta lại không hiểu là tại sao lúc đó, tại cái loa nó không có tâm, người máy nó không có tâm, con người mình mới có tâm. Khi có tâm á, thì cõi đó, đó là giống như cái cõi mình đó, là chúng sanh hữu tình mà, cho người ta đã đọc được tâm niệm của mình. Nhưng mà cái loa phát lên ta đọc được tâm niệm, dầu cho mình nguyện giấy bằng cái loa mà không có tâm. Cho nên mình nguyện giấy cái gì đó là trong cái tâm mình sẽ lầm thầm theo cái đó, tức là cái tâm mình khởi lên cái hành á theo cái lời nói của mình. Ví dụ như Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là tâm mình hướng về chư Phật đó. Rồi giờ mình hồi hướng cho ai, cái tâm mình hướng về người đó, tức tưởng mình nó khởi lên. Ví dụ mình hồi hướng cho ông ngoại tên là gì, ông nội tên là gì đó, hoặc là chúng sanh tên, tức là mình hướng tâm đến đó, thì họ cảm nhận được cái sự hướng tâm của mình. Cho nên mình cúng hay mình làm gì, mình tụng kinh đó, mình hồi hướng á, là tâm của mình tưởng tới họ. À, để mình hồi hướng là giống như là mình đưa cái địa chỉ đó vậy. Còn bây giờ á, mình bắt mình thâu cái băng trước, thâu xong á, mình xả cái băng đó ra thì cái băng đó không có tâm. Tức là trong có tâm á, thì người ta nghe cái từ này họ không được. Nhưng mà tại sao, ví dụ như ông Mỹ, ông mất ở tại Việt Nam đi, thì một người đem ra cúng ông Mỹ, nguyện giấy ông Mỹ về nè nọ, như ông Mỹ cũng vẫn hiểu. Ví dụ như vậy đó, là tại sao ông đọc được cái tâm của mình, chứ không phải cái lời. Ông đâu biết tiếng Việt, mình giấy bằng tiếng Việt. Cho nên kỳ đó đi ra nước ngoài á, lại đi qua bên, hình như bên châu Âu á, cái cúng cô hồn á, bắt đầu người ta dịch ra hai thứ tiếng, tiếng Pháp với tiếng Việt. Giấy tiếng Việt xong cái là chuyển qua giấy tiếng Pháp. Cái thầy mới hỏi gì trụ trì á, là sao giấy thì tới song ngữ hai thứ tiếng dữ gì trụ trì là. Ở đây á, là nước Pháp, còn mình là người Việt, mình giấy tiếng Việt là giấy cho cô hồn Việt ăn, còn mình giấy tiếng Pháp là cho cô hồn Pháp ăn. Thầy la lỡ của ông Mỹ nào rồi sao, hiểu không? Phải giấy luôn tiếng Anh. Cái tiếng Anh là lỡ mà có ông China nào sao, là giấy luôn tiếng Tàu và tiếng Quan Thoại. Dần dần nói chung là gì đó, nó không, mình giấy tiếng gì cũng được, nhưng mà tâm mình nó tưởng tới điều đó là được. Cho nên đó, quý vị á, cúng dường hồi hướng dần dần lại bằng tiếp lễ mình ghi, hoặc là mình làm gì đó, thì cái tâm mình hướng gì đâu, tức là mình hồi hướng đó. Chứ không phải là chúng ta ghi cái chữ như thế nào thì hồi hướng như thế đó. Là không phải nhầm khi á, ta đọc chữ dơ mà không có tâm gì chứ. Cái tâm của chúng ta đó thả đi đâu á, mình phải hướng về. Cho nên gọi là chú tâm nhiếp tâm đó. Chứ mình đi giờ cái tâm mình đó thả đi ở đằng phương trời vạn dặm xa xôi, ở nơi nào đó đó. Cho nên đó, quý vị á, là chúng ta thấy là mình á, làm gì á, mình cũng hướng tâm. Cho nên á, là mình để ở ngoài ban công cái máy, mình nói gì thôi, chứ thực ra là người ta chưa chắc đang nghe được đâu. Cái lòng mình hướng tới, tâm mình hướng tới trong lúc mình niệm Phật. Cho nên khi mà mình niệm Phật lai á, là cái niệm Phật đó đó, thì pháp giới người ta nghe mới được. Còn mà mình niệm Phật mà thâu băng, quay phim rồi lại là người ta nghe không được. Tức là người ta không có biết cái ngôn ngữ đó. Với hơn nữa là nghe bằng âm thanh này phải đập vào trong cái màng nhĩ, mà cái màng nhĩ chết thân này rồi, cái màng nhĩ nó rã tan rồi, lấy đâu nghe âm thanh đó với họ vô nghĩa.
Vì đó thầy nậm bao thôi, chứ không phải thiệt nha, nhưng mà thầy kể cũng có lý. Thầy thấy cái ông đó đó, ổng ở xóm của thầy đó, mà ổng nhậu quá, ổng đi ngang đường kinh, ổng mất. Cái ổng mà thầy về thầy gặp ổng. Cái đi đang cái đang trời mưa. Cái thầy hỏi ổng lạnh không? Ổng là lạnh gì? Có thân thì lạnh, ổng đâu có thân đâu lạnh. Nghe ổng nói vậy đó, ổng là ổng đâu có thân đâu lạnh. Ổng là có thân lạnh, có thân mặt trời chiếu nóng. Nhưng mà không có thân thì lấy đâu nóng, lấy đâu lạnh. Đâu có gì. Do đó mà người ta lạnh là cái dòng tưởng người ta nhớ về, ví dụ như á, người ta đang đi ngoài trời mưa, rất là lạnh, rồi lạnh tới đông máu người ta ra đi luôn trong lúc lạnh. Thì ở trong cái tâm người ta đó, người ta chấp thủ ở cảnh giới lúc đó đó. Cho nên á, lúc nào họ không thấy họ lạnh hết đó. Tuy là không còn ở thân thì đâu còn cảm giác nữa, mà cái cảm giác đó còn lưu lại ở trong biển, lại gia thức á. Tức là lưu lại ở trong tâm, ở trong kinh Nam truyền này gọi là lưu trong cảm thọ. Trong Bắc truyền á, thì nó lưu lại trong A Lại Gia Thức. Nói chung là có lưu lại đó. Ở trong tâm mình ở một hình thức nào mà có tên gọi thôi. Như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, là nghe ông nói có lý. Thầy nghe ông nói lý sao? Thầy nghiên cứu nghe ông nói có lý. Cho nên á, mình nói là cái cõi nào không thân á, thì không có nóng lạnh gì đâu. Mưa, gió hay là nắng này cũng không sao chứ. Cho nên người ta đốt với tiền vàng bạc, khỏi đốt áo ấm với khỏi đốt cái nón len rồi. Câu số 2 em quý vị. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ bảo cho con mắc khuyết điểm gì mà tự nhiên không thể nào tụng kinh được. Như là con bị thối tâm bồ đề, làm thế nào để tiếp tục tụng kinh hàng ngày. Cái này có nhiều lý do. Cái hoàn cảnh, lý do thứ nhất là hoàn cảnh. Lý do thứ hai á, là chúng ta thay đổi tâm. Tức là hoàn cảnh là như thế nào. Ví dụ ngày trước á, chúng ta đi làm về tối đa cũng cỡ 7 giờ tối à, cho nên cũng tranh thủ tụng được thời kinh. Nhưng bây giờ tăng ca thì tùm lum hết trơn, tiền thiếu nợ nần chồng chất, tăng lên tới 11 giờ đêm mới về, lấy đâu tụng kinh. Phải không? Lúc trước tụng kinh ngon lành lắm, bây giờ cũng bỏ tụng luôn, tụng được. Với do hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh đến với mình nó làm cho mình á, không thể tiếp tục tụng kinh. Hoặc giả là hồi xưa đó, chúng ta có chỗ tụng kinh, cái nhà ngon lắm, này thiếu nợ bán nhà, mới thuê cái nhà nhỏ xíu, ở trong hẻm nhỏ xíu, xẹt mười mấy xẹt luôn mới tới nhà. Không có chỗ nào thờ phượng vậy chứ sao tụng. Cho nên người ta thấy bất tiện nên người ta không tụng được. Mấy cái đó không có quan trọng lắm. Quan trọng nhất là tâm mình nó hết muốn tụng. Hồi đó kiểu như là thích lắm. Ở ngoài đời người ta kêu sung lắm ngoài đời. Còn bây giờ sao thấy nó hết thích, hết sung rồi. Nghe là tụng bữa đực bữa cái có bữa đực tụng, có bữa không tụng rồi. Nghĩa là không còn cái tâm nào để tụng chứ. Mỗi bữa là cỡ nào chết cũng lên trên bàn Phật để tụng nữa. Sao cách này mình tự cho mình nhiều lý do quá. Sao bữa nay mỏi lưng quá, bữa nay mỏi chân quá, thôi bữa nay bệnh nè, bữa nay chưa ăn cơm thôi ăn cơm trước đi, rồi mai tụng. Hoặc là thôi đi siêu thị đi, mà có phim mới ra nè đi coi đi. Hoặc là thôi dọn dẹp nhà đi, rồi không gà chưa chùi lá toilet nhỉ. Ở chứ giặt đồ, tức là 1001 chuyện luôn. Có nghe lại lý do hết. Mà ngày xưa mình thích tụng kinh thì mấy lý do đó là chuyện nhỏ. Chưa giặt đồ phải không? Tụng chút xuống giặt. Hiểu không? Chưa đi siêu thị phải không? Tụng chút đi. Không sao chứ. Người ta muốn là được hết. Người ta muốn ta sắp xếp được hết. Còn không muốn ta đưa ra một cái lý do. Để làm chi? Để hợp thức quá cái không muốn. Đó gọi là tự mình lừa chính mình đó. Người ta muốn thì cái gì cũng được, còn không muốn á, quý vị cái gì cũng không. Cho nên mình nghe người ta đưa ra lý do này, đưa ra lý do nọ, đưa ra lý do kia đó quý vị, là mình biết có thể khách quan
bị cản trở một phần, nhưng đa phần là chủ quan của họ không muốn đấy. Đa phần chứ chúng ta không nói hết. Ví dụ như họ muốn hứa mình thực hiện một điều gì đó, tới đó họ lấy lý do ra họ ngừng không thực hiện điều đó. Mà họ lấy lý do chính đáng lắm, tại vì lý do họ là bao giờ cũng chính đáng. Có thể đúng, nhưng mà theo thầy nếu mà họ muốn họ sắp xếp vẫn được, dầu cho lý do là chính đáng. Nhưng mà dầu cho họ muốn họ sẽ sắp xếp được. Tới họ không muốn bắt đầu họ đưa ra lý do rất là chính đáng. Má bệnh. Nói thiệt đó, bây giờ họ muốn á, má họ bệnh, nó chạy vô bệnh viện, họ thăm cái có sao, họ giao cho đứa em cái gì, họ chạy về, họ giúp mình. Ví dụ như họ muốn á, còn họ muốn má bệnh vô ở luôn, chẳng, quý vị hiểu không? Tới họ muốn là họ sắp xếp được bên đây, sắp xếp được bên kia luôn á, nếu họ muốn. Còn mà họ muốn thôi rồi, cái này tại bị tại là mình hiểu rồi. Chứ nhà người không biết là tin sái cổ luôn. Lý do này tại kia, tin sái cổ luôn. Nhưng cái gốc vấn đề không phải lý do đó đâu, gốc vấn đề là họ không có muốn. Cho nên họ đưa ra những lý do mà lý do toàn là nặng ký, chánh đáng không, mình không thể cãi luôn á. Nhưng mà khi họ muốn, những cái lý do chánh đáng nặng ký đó nó trở thành nhà hiêu đó với họ luôn. Quý vị tin đi, điều đó là thật đấy. Cho nên đó, quý vị nói là cấp này không thể tụng kinh được, như là bị thối quá bồ đề tâm. Có nghĩa là làm biến tụng, cái đó gọi là làm biến bệnh lười. Ở trong nhà Phật gọi là giải đãi, ở bên ngoài gọi là làm biến. Cái người mà giải đãi á, quý vị mình thấy mình giải đãi rồi á, là mình phải cố gắng và mình sám hối thật nhiều, làm phước thật nhiều, sám hối thật nhiều, và phải đưa ra một kỷ luật đối với bản thân. Tiếng Anh gọi là discipline, tức là chúng ta đưa ra một nguyên tắc, một quy tắc cho bản thân của mình. Mấy giờ phải làm gì, mấy giờ phải làm gì đó, mình tuân thủ theo những điều đó. Đừng có bao giờ phá vỡ cái nguyên tắc chính mình đặt ra trong tu. Trước khi đi ngủ, ngủ mấy giờ? Ngủ 10 giờ phải không? 9 giờ ngồi thiền. Ai điện thoại lên, thôi, dù má mình điện thoại, thì ngồi 1 tiếng đồng hồ xong lôi điện thoại ra coi. Nếu thấy điện thoại nhỡ của má điện lại, có 1 tiếng đâu nhầm. Nhưng mà tránh cái trường hợp của quý vị bắt điện thoại kể kế bên bắt reo nữa chứ. Đang ngồi nè, hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết thở ra, rang liếc mắt nhìn có điện thoại của ai. Thôi ngồi thiền gì mà thiền gì, tâm mình đâu có nghĩ tới cái đề mục tùy niệm hay đề mục casino gì đó, chúng ta đâu có theo đề mục đâu. Mà chúng ta đang chú ý tới cái điện thoại, gọi là đề mục điện thoại. Liếc nghe thử có ai gọi không? Trời ơi, có nhiều người ghiền điện thoại. Đa phần đó quý vị mà ghiền mà không hay không biết. Họ ghiền mà họ không hay, họ không biết họ đang ghiền gì. Cái đó. Bây giờ quý vị thử nè, là chúng ta tắt điện thoại, cất ngày hai ngày, hất hơ hất hải như đứa trẻ mà lạc mẹ vậy đó. Nghe nó buồn sao không nghe ai điện tới mình chứ người ta. Giống như thế giới này quên lãng mình luôn á. Người nào mà được người ta điện thoại đến, được người ta nhắn tin, được người ta message đến cho mình á, là thấy mình á nó còn quan trọng. Nó còn ta nghĩ tới, nó còn quan trọng, người ta còn nghĩ tới mình, người ta còn á là nhắn tin cho mình. Còn bây giờ á, không ai còn nghĩ tới mình chứ. Giống hệt như là mình là một cái làn gió thoảng mà ra đi, bây giờ á là cũng chẳng ai biết hết. Giờ đó người ta hớt hơ hớt hải, người ta đi tìm cái gì đó không biết nữa. Đâu, quý vị tắt điện thoại thử ngày hai ngày cái, không nhắn tin, không điện thoại, không gì hết, không lướt Facebook, không coi vé lồ gì hết.
Lúc đó mình thấy thì sao? Nó mình nghiện á, không hay á, không chơi điện tử, không chơi game, giết game việc rồi gì đó, không chơi hết. Thì coi lúc đó mình sao? Mình nghiện đó quý vị. Cho nên á là cái người tu á tập á, nhất là công phu tu tập tụng kinh á, mới quy y tam bảo, mới phát tâm tu hành, mới phát tâm bồ đề á, người ta rất là siêng năng, siêng lắm. Có nghĩa là người ta siêng năng sớm sớm chiều chiều ha, sớm mỏ chiều kinh ha, trời ơi thấy ngon lắm. Chiều cái đêm kinh cốc cốc cốc, beng 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 cốc, beng cốc beng cốc, beng 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 cốc vậy đó, đó. Rồi đầu tụng hết thời này tới thời kia, tới thời nọ, quá chừng quá cỡ. Nhưng mà cho đến khi á quý vị, năm, hai năm, ba năm tụng riết rồi cái thấy nó mỏi, nó mòn, dẫn đầu là lui sụp rồi đó. Tụng nhanh cho mau hết. Hồi xưa thả từng câu ngon lắm. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường. Trời ơi, nghe nó im. Bắt đầu tới lúc làm biến rồi nè. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, là nơi cực lạc ở miền Tây Phương, đến khi thỏa mãn vô thường. Đó là bây giờ đó, mấy năm sau đó bắt đầu nha. Trời ơi, nó nhanh lên, nó tục, nó nhanh lên, nó kéo cho mau hết, hết đừng xuống coi phim. Trời ơi, cấp này YouTube nó ra phim mà toàn là phim hay không. Vô coi cái mà lết ở trong không ra nổi luôn á. Phim nó hay, tàn dách phim nào nó cũng hay, không biết làm sao. Vô phim là chết trong phim, mà vô á ca nhạc lại cũng chết trong ca nhạc luôn, toàn là chương trình hay không, thử thách tài năng gì tùm lum hết. Chương trình này rồi hài vô một cái một cười bể bụng luôn. Rồi bắt đầu là vô trong máy cả tối ngày ở trong máy không, rồi là làm biến làm. Có nhiều người vừa làm vừa nghe nữa chứ. Có những nghề vừa làm vừa nghe được, có nghề vừa làm vừa nghe không được. Vì làm tài xế rồi ha, người ta vừa làm tình ta bắt nhỏ, người ta nghe tối ngày nghe thôi chứ không có coi được. Tài xế coi trên đường nhưng mà nghe lỗ tai. Có những người nghề á là coi bằng mắt được luôn, cái ngồi người ta trực á, trực điện thoại á, đó là những cái nghề người ta trực điện thoại á, người ta vẫn coi phim rồi được ngon lành á. Ta gắn bên lỗ tai nè, ta nghe phone, ta ngồi, ta coi phim luôn, chừng nào ai trực lại alo nghe vậy thôi. Cho nên á, nhưng mà có những nghề là không thể nào làm được, phải rảnh mới được, chứ không rảnh không có được. Vô trong hầm mỏ khai thác, hầm mỏ đổ trọng đó, phải chú ý từng ly từng tí, hoặc là ra lấy dầu ở ngoài biển đó, là các vị trí phải chú ý cực độ, chứ không thôi sai sót cái là nó lãnh hậu quả. Nên đó quý vị á, là trong cái trường hợp mà chúng ta làm biến tu, làm biến tụng kinh á, mình phải học Phật Pháp, mình quán sát, rồi mình sám hối, mình làm phước, lại Phật, cầu Phật gia hộ. Rồi mình làm một cái lịch tu á, mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, mấy giờ làm gì, chúng ta làm theo vậy, theo vậy, theo vậy, theo vậy, theo. Từ từ nó sẽ phục hồi lại, từ từ nó phục hồi tâm bồ đề, nó kiên cố lại. Cho nên mỗi khi bài nguyện hương là tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Đó, tức là tâm bồ đề kiên cố, mạnh lên, kiên trì, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Đó, nên sám hối nhiều lên, sám hối nhiều lên.
Câu thứ ba: Dạ bạch thầy, thầy ơi, con muốn nhất tâm niệm Phật, nhưng trong đầu con khởi lên tạp niệm, thầy chỉ dạy giúp con làm cách nào để trong đầu con chỉ có Phật thôi ạ. Nam mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong tâm lại nhớ ai chứ không phải nhớ ông Phật. Cái này là chuyện bình thường, không có gì lạ chứ. Tại vì là chúng ta miệng thì niệm mà tâm không có niệm, cho nên miệng niệm tâm niệm mới cột tâm lại chỗ đó được, có nghĩa là mới định tâm được. Còn miệng niệm mà tâm không có niệm là không có được. Cho nên đó, bốn pháp mà miệng niệm tâm niệm, bốn pháp miệng niệm tâm niệm, đó là trì danh niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, thật tướng niệm Phật. Có bốn cái cách, tức là bốn cái cách thức mà chúng ta làm cho mình không có cái bị sao nhãng trong quá trình niệm Phật, gọi là mình niệm Phật mà không bị thất niệm á, tức là không khởi tạp niệm. Tạp niệm thì trong kinh nhà Phật gọi là thất niệm, tạp niệm gọi là thất niệm. Cái chữ thất này không phải là bảy chữ thất, có nghĩa là ngược qua lại phủ định á. Cái này thất học, vì thất không phải là bảy, nó đồng âm thôi nhưng chữ nó khác. Ví dụ đồng là chữ thất, Phật thất thì người ta nói là tu 7 ngày cũng chưa chắc đâu. Tu Phật thất có nghĩa là nhập ở trong thất mà tu, chứ không phải là 7 ngày. Ăn thua mình viết tiếng Hán là cái chữ gì thì người ta lúc đó ta mới dịch ra được, chứ còn nói tiếng Việt á là thất hứa. Cái thất ở thất là 7, thấy không? Cái chữ thất không á là nó nhiều nghĩa chổng rồi. Tiếng Hán thất cũng là 7, thất là phủ định, thất hứa là không có giữ lời. Rồi cái thất mình tu ở trong thất, tịnh thất, bồng lai tiên cảnh gì đó, dần dần là thất, cái đó là thất. Cho nên đó quý vị á, là thấy rằng á, muốn mình nhất tâm niệm Phật, đừng có tạp niệm chen vào. Có nghĩa là chúng ta đang niệm Phật, đang nghĩ tưởng Phật, tự nhiên cái tạp niệm nó chen vào, suy nghĩ lung tung. Nghĩ lung tung đó là gì? Là hành quẩn sankara của mình á, nó đang suy nghĩ. Nhưng mà muốn hành quẩn suy nghĩ thì cái dòng tư tưởng mới khởi lên, tức là hình ảnh trong tâm khởi lên, săn nhá, nó khởi lên, tư tưởng nó khởi lên, thì lúc đó cái hành nó mới bắt được, để nó suy nghĩ theo cái hình ảnh đó. Cho nên lúc nào ở trong tâm mình cũng có hình ảnh đó. Trong tâm mình có hình ảnh này, có hình ảnh kia, một cái đoạn phim hoặc là một bức tranh hình ảnh ở trong tâm của mình, nó khởi lên liên tục ở trong tâm của mình. Thì bốn cách đó để chúng ta trói tâm, làm cho niệm Phật nhất tâm bất loạn, hoặc là niệm Phật chánh định, niệm Phật tam ba địa, niệm Phật buông xả. Thứ nhất là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật có nghĩa là miệng mình niệm liên tục, tai của mình nghe âm thanh liên tục, đừng có bỏ một âm thanh nào cả. Niệm kiểu nào không cần biết, nhưng mà cái tai của mình phải bắt âm thanh đó bằng được, đừng có bỏ một âm thanh nào. Dầu cho niệm nhanh, niệm chậm, niệm lớn, niệm nhỏ, có dần có điệu hay là niệm bình thường, niệm 4 chữ hay niệm 6 chữ, đừng có rời một chữ nào cả. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Hoặc là A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật cũng được, bốn chữ cũng được. Hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhanh cũng được, chậm cũng được. A Di Đà Phật.
đợi muốn chết nó mới có một câu hai. À, quý vị thầy thấy người ta tán không? Nó lâu mới có một chữ nữa. À, quý vị như vậy cũng được, nhưng mà mình phải theo cái chữ đó, đừng có rời cái chữ đó, tức là trì danh là vậy đó. Không cần nhanh, không cần chậm, cần lớn, cần nhỏ, nhặt khoan lớn nhỏ lên xuống tôi không biết, nhưng mà phải đeo từng chữ, từng lời, từng câu của câu niệm Phật. Thì tâm mình không bị tạp niệm, lúc đó tâm mình không niệm, tức là chúng ta có thể trói tâm. À, trói tâm ở một cái vị trí đó, tức là nó ở vị trí đó bằng cách là trì danh. Bởi vì làm thử đi. Cho nên A Di Đà Phật, 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 muốn câu công đức á, thì lấy cái tai của mình nó nghe từng chữ, đừng có rời, đừng có rời, đừng có rời. Nếu mà mình rời cái chữ đó mà niệm lớn lên là nó sẽ phục hồi ngược lại. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tức mình niệm lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên. À, nó sẽ phục hồi ngược lại. Cái thứ hai á là quán tượng niệm Phật. Quán tượng là gì? Lấy tâm của mình nhìn vào cái tượng, đừng có rời mắt cái tượng. Nhìn tượng đừng có rời mắt. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì lúc này cái tai nghe không? Không cần. Chỉ con mắt mình nhìn thôi, chúng ta dùng bằng mắt, hồi nãy dùng bằng tai. Tức là phương tiện mình tu nãy bằng tai, giờ phương tiện tu bằng mắt. Có nghĩa là mình dùng cái gì ở trong con người của mình để tu. Giống hệt như mình dùng cái dao nào, cái búa nào để chặt cái cây vậy đó. Còn bây giờ mình dùng cái gì để làm phương tiện để định tâm? Hồi nãy chúng ta dùng cái căn tai của ta để nghe lời nói của chính mình. Còn bây giờ là chúng ta dùng mắt của mình để nhìn tượng Phật trong khi chúng ta niệm tới Đức Phật đó. Ví dụ mình nhìn tượng Phật, Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Ví dụ như đó, tức là đừng cho rời, tức là định tâm đó, thì các cái dòng suy nghĩ á nó không có khởi lên để nó đánh động mình. Cho nên đó quý vị, cái người nào á mà bị stress, bị trầm cảm, người ta sẽ dùng cái phương pháp này, tức là phương pháp quán tượng niệm Phật. Người ta sẽ định được tâm, bình stress trầm cảm định được tâm nó sẽ vượt qua. Ít gì một ngày mình phán một tiếng hồ chiều, một tiếng hồ là ít nhất. Còn nếu mà có thời gian hoài thì người ta định tâm bằng cách đó hoài, từ từ nó sẽ vượt qua. Bằng sự cố lắng gắng nỗ lực của mình thì tâm mình sẽ gom lại một chỗ, nó sẽ vượt qua. Cái cách thứ ba là người ta dùng quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng lúc này không dùng bằng tai, không dùng bằng lỗ tai, không dùng mắt, dùng bằng tưởng. Ở trong pháp trần có thọ, tưởng và hành. Chúng ta dùng tưởng sanh nhã. Như vậy thì là mình dùng tưởng hình ảnh của Đức Phật ở trong tâm của mình. Thì lúc này không phải dùng bằng nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng tưởng, gọi là tưởng tri. Nhắm mắt lại, hình ảnh của Phật hiện về. Dù Nam Mô A Di Đà Phật, hình ảnh của Đức Phật A Di Đà mình đã từng thấy trong tranh, trong ảnh, hoặc chúng ta tưởng ra. Hình nào rất rõ ràng ở trong tâm mình đó, thì là mình sử dụng hình đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật trong tâm mình, nguyên hình ảnh của Đức Phật phóng hào quang. Cho nên cái tưởng, có nhiều người tưởng Đức Phật đang phóng đại hào quang. A Di Đà Phật, hình Đức Phật chứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tưởng Đức Phật phóng đại hào quang, làm tâm của mình không có dời đi, tâm mình gom về đó, thì cũng là định được tâm của mình, chứ định không sâu thôi, nhưng mà vẫn định được tâm. Cuối cùng là thực tướng niệm Phật, có nghĩa là niệm Phật với tâm thanh tịnh của mình. Giữ tâm thanh tịnh, không có phiền não, chúng ta niệm Phật trở về với tâm thật sự vắng lặng, thật tướng niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Phật, tâm buông xả hết, buông xả hết, tịch tịch vắng lặng, để chúng ta niệm Phật.
nói một cái khái quát vậy thôi. Chứ mà chúng ta trở về với chân tướng á, thì nó khó lắm. Tại vì mình không hiểu hết chân tướng là gì. Thường á, là chúng ta hiểu về vọng tướng, nhưng chúng ta không hiểu về cái chân tướng đó là gì. Nên khi chúng ta niệm Phật mà mình á, dùng bốn cái phương pháp này thì tâm mình không có bị thất niệm, chúng ta không có bị là vọng niệm chen vào, làm tâm mình rất là nhẹ nhàng thanh thản khi niệm, nhất là những người bệnh nhiều trước khi mất hoặc lớn tuổi, chúng ta nên dùng các cái phương pháp này. Thường thường ta dùng trì danh. Trì danh thì nó đường cái là đi đâu cũng được, ở đâu cũng được, chỗ nào cũng được, thì chúng ta dùng trì danh niệm Phật. À, ta thêm một câu nữa nha. Kính bạch thầy, khi con đi chùa và có tham gia công quả, đôi lúc gặp phải nghịch cảnh chướng duyên, con phải làm sao để thân tâm an lạc vượt qua nghịch cảnh đó, tiếp tục thực hiện những nguyện vọng mà con mong muốn? Đi chùa công quả thì quá trời tốt, nhưng mà gặp nghịch cảnh chướng duyên thì phải làm sao? Tùy vào nghịch cảnh chiến dương gì, nhưng mà theo kinh nghiệm của thầy, hồi xưa thầy cũng đi làm công quả nhiều chùa lắm, nhưng mà ta nghe chùa đó khó dữ dằn lắm, chứ làm bị la bị gì, nhưng mà thầy chưa bao giờ tới chỗ nào mà nghe bị la bị gì chứ, kỳ thiệt á. Là chỗ đó khó dữ lắm, thầy cũng lại đó thầy xin là làm công quả, nhưng mà thầy không thấy khó chứ, nên thầy không hiểu tại sao. Nhưng mà thầy lại hỏi người khác làm công quả, nó ta làm không nổi, người ta bỏ đi chứ, mà thầy lại thầy làm sao, thầy nói nó bình thường không có sao chứ, rất là bình thường không có sao. Thầy không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà sau này thầy mới hiểu ra một điều, đúng không quý vị? À, vậy thì á, mình nói người ta khó thì cho rằng người ta khó đi, nhưng mà một phần cũng tại mình. Mình làm công quả, thứ nhất thiệt tình, đừng có lừa dối ai chứ. Thứ hai, giữ mồm giữ miệng, đừng có nhiều chuyện. Thứ ba, siêng năng làm việc, mình thật thà, không nhiều chuyện. Siêng năng làm việc có nghĩa là ai sai gì làm đó, không sai cũng làm. Mình nghĩ đây là một việc tốt, đây là mình làm một cái công việc mà đem lại lợi ích cho mọi người ở tại chùa. Thấy dầu cho từ toilet tới chánh điện, người ta nhờ làm hoặc sai làm ở đâu cũng được, không sao cả. Quý vị, vì người ta la mình la chỗ nào giờ? Rất là thật tình, cái gì cũng nói thật, chứ cái gì thành lòng nói thật. Cái thứ hai, không có nhiều chuyện, chứ ai làm nín thinh niệm Phật làm công quả. Thứ ba nữa, rất là siêng, có nghĩa là lúc nào cũng siêng năng, gặp cái gì cũng làm. Ví dụ như á, là cái công việc mình làm ngoài sau toilet, nhưng mà đi ở ngoài hàng tre thấy tre nhiều quá cũng quét luôn. Sau khi chúng ta làm toilet xong, tại vì người ta phân công việc mình làm xong rồi làm tràn qua cái khác nữa, nghĩa là thấy cái gì làm được làm à. La mình chỗ nào giờ? Tại vì vai trò mình làm công quả, mà mình làm tròn cái công quả của mình còn làm lấn qua cái khác nữa, la được không? Sao la nổi? Là bây giờ ví dụ người ta lại chỗ mình, ta làm công quả này cũng vậy nè, một người rất thật thà, người không nhiều chuyện gì hết, một người rất siêng năng, la chỗ nào đây? Chuyện gì cũng làm được hết trơn á. Còn tiến tới cái nữa, nó nhường nhịn mọi người, rồi tiến tới cao hơn nữa là thương yêu mọi người nữa, nhường nhịn thương yêu nữa. Còn không được thì cũng ba cái hạnh đầu tiên là hạnh thật thà, hạnh không nhiều chuyện, hạnh làm siêng.
ba cái đó thôi là được rồi. Rồi á là tới hạnh nhẫn nhục, rồi tới hạnh từ bi, cái đó là giữ nữa đó, bắt đầu tiến lên Bồ Tát rồi đó, Bồ Tát làm công quả đó. Hạnh nhẫn nhục, hạnh từ bi, quý vị thấy không? Còn nữa, lên cao nữa, nhớ là thật thà, không nhiều chuyện, siêng năng làm việc, gọi đầu là ba cái đó là tồn tại đó. Bây giờ tới cao chút xíu nữa nè, nhẫn nhục, thương yêu giúp đỡ người khác, hai hạnh nữa. Còn một cái cuối cùng là quyết chí tu hành nữa, cái đó mới giữ đó. Quyết chí tu hành, làm quả quyết chí tu hành. Tu tâm mình đâu biết lúc nào rảnh niệm Phật, lúc nào được thì lên tụng kinh, lúc nào được thì nghe pháp, mà không được thôi, không sao cả. Nhưng mà mình quyết chí tu. Sáu công hạnh này nè, làm được không? Nếu được á, thì đâu có sao đâu, chỗ nào cũng được chân à. Chướng duyên gì, nghịch cảnh gì, biết không? Hồi xưa đó, thầy đi làm quả, nghe đâu khó gì đó, thầy làm cũng sợ lắm nha, ban đầu làm rồi không biết có bị sao. Sao cuối cùng sách không thấy gì chứ, không thấy ai la mắng chửi chẳng. Tại vì mình chân thành, mình không bao giờ mà nói chuyện người này người nọ ở trong chùa của người ta chứ. Ai làm gì làm mình không có biết. Mỗi người vô chùa rồi á, là mỗi người đều có cái chí hướng. Cho nên đó, không xấu không tốt cả, ai muốn làm mình không nói gì hết. Chừng nào hỏi tới mình mới nói, còn không hỏi thôi. Âm thầm làm. Vậy thì á, chân thành, không có nhiều chuyện, rồi xuyên làm đó chứ, cho ai làm gì làm chứ, trời ơi, làm công quả đâu người ta làm chắp tay rồi sao, sau lưng đi chứ, nó nói chữ khác. Chắp tay sau lưng nè, bắt đầu nó đi nhìn qua nhìn lại, bắt đầu lại đào đời tư người ta đó, hỏi mấy tuổi, ở đâu, ba mẹ còn không, gần đầu mới khai thác xung quanh nha, ở đây nhà sao, ông này sao, ông kia sao, ông nọ sao, đầu nhập vô qua chỗ khác, đầu nói lại, nói lại giống hệt như mình lại đây hồi nào giờ hiểu trơn vậy đó. Bắt đầu xấu tốt và bươi ra nói rồi thị phi. Hồi chưa có mình á thì người ta im hết trơn, tới có mình nổi sóng ba đào lên. Bắt đầu người này ghét người kia, người này nghi ngờ người kia, người kia nghi ngờ người nọ đó. Đó gọi là quỷ vô phá chùa đó. Vậy thì thấy không? Cho nên á, người ta mà không thích nhất phải nói với thầy. Tại vì người ta không thích nhất là gì? Đi làm công, mình nói là công quả, mình bỏ công ra để mình có cái quả rồi. Nhưng mà không có bỏ công vô làm biến không à. Thì người ta ghét là phải rồi, nghịch duyên là phải rồi. Rồi vô đó không lo làm, lo nhiều chuyện không à. Đúng rồi. Rồi có nhiều người làm ông bác người ta nữa. Quý vị hiểu không? Dạy đời người ta nữa, rồi người ta không bực sao được. Không nhường nhịn gì ai, chứ ăn tới đâu tới đó nè, thua đủ luôn. Vậy thì làm sao? Rồi không có thương yêu ai, không có nhẫn nhục gì hết, cũng không tu luôn. Quý vị, rồi làm sao mà không có trái duyên, không có nghịch cảnh? Rồi lúc đó bắt đầu mà chiêu cảm ác nghiệp. Rồi những quan gia trái chủ có bao nhiêu là nó đủ duyên rồi, nó đập rồi đó. Chổi bản họng ai không chổi, chổi bản họng mình. Đó. Để mình nói ra câu nó chổi, nói câu nó chổi, biết rồi đó, rồi đây là gọi là quan gia trái chủ rồi nè. Nó tới rồi đó. Cho nên những người làm công quả quá vậy, không phải là ai làm cũng được đâu. Ở đây chúng ta đang nói tới nghiệp. Có người đi muốn làm công quả mà không làm được, đến chùa không được, tại vì ở nhà nó có việc nhà, việc này, việc nọ, việc kia tùm lum hết trơn, là không có được. Hoặc đi lại tới chỗ này ăn chay không được, nó ngặt nữa. Ở chùa người ta ăn chay không à, con chú kia làm công quả mà ổng thèm đồ mặn, trời ơi, ổng đi lạo khắp xóm, ổng kiếm hủ tiếu thịt bò rồi ổng ăn. Mình cũng đâu có cấm công quả mà, hiểu không?
Nhưng mình đang nói tới cái nghiệp của người ta, lại chùa ăn chay mấy ngày không nổi. Chứ thầy là ai làm công quả thì người ta đâu phải là tu sĩ, cho nên người ta ăn gì ăn, nhưng phải ăn ngoài chùa chứ không được đem đồ mặn vô chùa ăn. Ở ngoài ăn đâu ăn, tại người ta là cư sĩ mà, ta muốn ăn gì ta ăn. Chuyện đó mình đâu có can thiệp, nhưng có quy định ở trong chùa không được đem thịt cá vô trong chùa ăn. Ông muốn ăn ở ngoài quán gì đó ông ăn, cái đó là công quả. Còn tu sĩ là theo Bắc truyền là phải ăn chay. Bởi vì cái chuyện đó là đương nhiên. Còn cư sĩ làm công quả thì ăn cái gì ăn, nhưng không được đem đồ mặn vô chùa. Đó người ta quy định vậy, đâu cấm đâu. Ai cấm ăn uống thôi mà. Ai cấm miếng ăn thôi, tâm nguyện. Nhưng mà cũng có những một số nguyên tắc. Tại sao người ta không cho đem thịt cá vô chùa? Tại đem thịt cá vô chùa nhằm khi người ta tới chùa người ta không hiểu, ta tính đâu quý thầy. Mình hiểu không? Làm mang tiếng cái chùa người ta, mất tính tâm đối với Phật tử, nó không tốt. Cho nên ta không cho đem vô thôi, chứ thực ra quý thầy cũng không có chấp gì đâu. Quý vị, người ta tu người ta cũng đâu có chấp. Nhưng mà những cái điều đó ảnh hưởng chung thì người ta sẽ đưa ra những cái nguyên tắc vậy thôi. Chứ không phải là người ta chấp thủ gì đâu. Miếng ăn cũng đâu có làm nên cái quả vị đâu. Nó chẳng qua là nó hỗ trợ trong đường tu tập mà thôi. Nên người đi làm công quả, có dù người có duyên lắm mới làm công quả được, không có cũng khó lắm. Còn từ công quả mà tiến lên là người xuất gia là một lẽ nữa. Nên chú đó điện thoại chú nói thầy con xuống chùa thầy con xuất gia. Là chợ không có tới chùa tôi lần nào chưa, là chưa tới chùa xuất gia gì xuất gia. Ít ra ông cũng lại đó, ông coi chùa đó nó làm sao, rồi ông làm công quả đó coi ông làm nổi không, rồi mình ở chùa thời gian coi mình có chịu nổi cảnh chùa không. Ở nhà muốn ăn gì ăn, muốn uống gì, muốn đi chơi đâu đi, nhưng mà tên tới chùa thì nó lại có cái hạn chế. Đâu phải muốn đi đâu đi, tới giờ tới khác với tới chùa đi đâu, 1-2 giờ đêm về ai chịu, hiểu không? Cho nên là nó phải có giờ, tới giờ tụng kinh mình đi chơi. Tụng kinh không phải tụng xong xuôi đó đâu đó đàng hoàng, muốn đi ra khỏi chùa phải xin phép xin tắc đàng hoàng ông mới ra, chứ đâu phải muốn đi đâu đó đi. Phải có nguyên tắc chứ, ở chịu nổi không? Thức đêm tụng kinh này, ngồi lần mấy tiếng hồ tụng kinh này chịu nổi không? Mà điện thoại xin xuất gia quý hiểu không? Đâu phải. Ông phải tới chỗ đó, ông ở đó, ông xin người ta ông làm công quả, rồi người ta coi tánh tình ông được không, hay có chí nguyện xuất gia còn không, hay là ông có ở trong chúng được không, bao nhiêu chuyện, rồi từ đó đủ duyên. Thấy vậy thôi đó, chứ không phải là sức. Cái chuyện mà cạo tóc thì 5 phút cạo xong rồi, nhưng mà cạo cái tâm cả đời lên, chứ không phải là 5 phút. Cho nên có nhiều người người ta thích cạo tóc lắm. Cạo người ta tính đâu cạo tóc có thành tu sĩ, không phải đâu, tu mới thành tu sĩ. Đã gọi là tu sĩ rồi chứ đâu phải tóc sĩ đâu, hiểu không? Ta đã gọi là tu sĩ rồi, cho nên là phải có tu, chứ đâu phải là cái tóc. Bởi vì có nhiều người tính đâu là thầy lại cạo tóc con về nhà con tu, cạo tóc tu mới được, không tạo gốc cãi lộn chửi lộn. Còn cạo tóc rồi mới không chửi lộn, không cái tâm chửi lộn là không có tóc cũng chửi à, hiểu không? Do đó mà có tóc không có tóc cũng tùy duyên của mọi người thôi, chứ đó không phản ánh được là thánh hay là phàm, mà là cái tâm mới là cái gốc. Nên quý vị hãy giữ cái tâm cái gốc của mình là chính. Còn tất cả các cái trên đời thì tùy duyên, nó là phụ. Nên tùy duyên làm như thế nào cho nó im đẹp, cho nó nhẹ nhàng thanh thản đôi bên. Ở nơi nào mình phải rào chỗ đó, rồi thích hợp nhẹ nhàng thanh thản người xung quanh, thì tự nhiên là trời im biển lặng có gì đâu. Cho nên trong cái trường hợp mà làm công quả là nghịch duyên chướng duyên đó,
thì thôi mình chịu lép chút xíu đi, nhầm không vô có thằng ông nó ông ghét mình, ông cứ kiếm chuyện mình hoài. Thì lại nói chuyện với ông đi, hiểu không, tình nghĩa chút đi, tâm lý một chút đi, nhầm khi đời này đời trước làm sao sao với nhau đó. Bây giờ gặp nhau mà trong cái hoàn cảnh chẳng đặng đừng này thì thôi, mình cũng chịu lép một chút đi, mình tới sau người ta tới trước mà. Cho nên ta gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới đó, là hai con ma ăn hiếp nhau đó, anh hiểu không? Chứ người ta không nói Phật cũ ăn hiếp Phật mới đâu, mà người ta nói là ma cũ ăn hiếp ma mới, tức là hai con ma nó ăn hiếp với nhau á. Con nào cũng ma chứ, cái cũ với mới mà khởi lên tâm ma là ma hết trơn á. Nên là ông bà mình nói những câu hay lắm á, ma cũ ăn hiếp ma mới, hai con ma. Ở chùa biết bao lâu vậy nên người ta cũng kêu bằng ma, thấy không? Ma cũ với ma mới, con nào cũng ma thôi à, chứ không có mà ai là Phật đâu. Cho nên mình mà ăn hiếp ai này nọ đó là ma hết trơn à. Nên mình bị ma cũ ăn hiếp ma mới nè. Cho nên mình muốn không làm ma thì đừng ăn hiếp người ta, phải thương yêu giúp đỡ người ta thì mình trở thành Phật vậy thôi. Còn mà mình ăn hiếp người ta thì mình thành ma, nên gọi là ma cũ hiếp ma mới. Còn người mới á, mình mới vô không biết gì hết trơn á, mình chống cự người ta mình cũng là ma đó, hiểu không? Cho mình phải phục tùng, mình ấy gọi là hòa đồng, vui vẻ mà không quạo vậy đó, rồi từ từ có làm sao đâu. Tất cả mọi chuyện trên đời, nếu mà muốn cho nó đẹp thì mình hãy cư xử đẹp, thì tất cả là nó đẹp thôi chứ không có gì hết. Thôi hết giờ chúng ta kết thúc ở đây. Rất là tri ân quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra những cái Facebook để bán thuốc do người ta cắt ghép hình ảnh thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị liên hệ trong phòng chùa, số thoại bàn 0283877 3877, số thoại di động 0918270732. Rất là tri ân các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem tới phần quà yêu thương cho mọi người. Rất là tri ân quý vị Phật tử để hồng phước xây chùa, cũng như là Phật điện này, quý vị Phật tử đồng phước xây dựng phòng Vấn Nam Thiện Pháp, cũng như là năm mới Tết đến xuân về, quý vị đã hồng phước để phát quà cho bà con nhân dịp Tết. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị chúng ta chắp tay tỏ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.